Ban nhạc Bức Tường ra MV Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về Nhau, cổ vũ cho Phượt Luôn Festival 2023. Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về Nhau của là bài hát mới nhất của huyền thoại rock Việt Bức Tường do trưởng nhóm, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng sáng tác. Tôi không phải là người thường xuyên xách xe đi, nhưng rất chia sẻ tình yêu với những người thích Phượt, Trần Tuấn Hùng cho biết. Bức Tường đã mang vào MV rất nhiều hình ảnh với tinh thần Phượt, sôi nổi, hào hứng, giàu khát khao khám phá thiên nhiên, chinh phục những cung đường và đỉnh cao mới. Ca khúc này đang được kỳ vọng sẽ trở thành Phượt ca cho cộng đồng yêu du lịch khám phá ở Việt Nam. MV của Hài Hát do đạo diễn Daniel Vũ, Vũ Hồng Thắng thực hiện, đưa người xem đến với những khung cảnh tuyệt đẹp trên những nẻo đường đã thành huyền thoại với các Phượt thủ như sống lưng khủng long Tà Xùa, những đồi chè mênh mông hay ruộng bậc thang kỳ vĩ. Bức Tường cho biết đã kết hợp với rapper Crazy Noisy mang tới chất fusion, pha trộn giữa rock kinh điển với rap. Phần vocal chính vẫn do ca sĩ Phạm Anh Khoa trình bày. Anh đã cộng tác với Bức Tường qua các album và chương trình biểu diễn gần đây, góp phần mang đến những dấu ấn mới cho ban nhạc trong giai đoạn mới. Trần Tuấn Hùng cũng chia sẻ, anh và Bức Tường cũng như nhiều người từng không thiện cảm với Phượt, vốn nhiều năm bị coi là hoạt động du lịch tự phát và hơi vô tổ chức. Tuy nhiên, những thế hệ Phượt thủ mới đã khiến những khái niệm về Phượt thay đổi. Phượt bây giờ đã trở nên văn minh hơn, với những hoạt động được tổ chức một cách bài bản, có trách nhiệm. Những chuyến đi vòng quanh thế giới, tới những góc xa xôi nhất của địa cầu ngày càng in nhiều dấu chân Việt. Bức Tường, vì thế, cũng sẽ mang Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về Nhau để tham gia đêm nhạc hội Phượt là Chinh Phục vào tháng 11 tới tại Resort Đồi Thông, Ba Vì, Hà Nội.